Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy nén khí mini nha anh em. Con này của Anet Iwata. Đó. À, ngoại hình của nó rất là đẹp. Nội địa Nhật nha anh em. Điện zin 100V ha. Thì nên cái này anh em xài thì anh em phải xài qua một cái biến áp. Đó, điện zin 100V. Ở đây có thông số nè. Cái này nước sơn rất là đẹp nha anh em. Đó, Anet Iwata. À, cái mã của nó là FX1001. Áp suất cao nhất của nó là 8,8 kg nha anh em. Đó, cái bình này là bình 3.8 lít. Động cơ của nó là 200W. Đây, nó ghi về thẳng đây luôn nè. À, đó, thì cái này thích hợp cho anh em. Ví dụ như anh em xài gia đình á, nhỏ nhỏ thì mình xài cái này. Đó, lâu lâu mình bơm bánh xe hay là mình xịt bụi sơ sơ thôi. À, đó, cái này chủ yếu dòng gia đình nha anh em. Thì nó nhỏ, nó rất là nhỏ. Đây là chai nước suối Aquafina nửa lít nè. Anh em thấy không? Đó, nó nhỏ gọn vậy nè. Xách rất là nhẹ luôn nha anh em. Rồi, cho anh em coi cái động cơ bên này. Đó, nè, 0.85 MPA nè, là tương đương với 8,5 kg. À, bình 3.8 lít. Tốc độ bơm của nó là 14 tới 16 lít một phút. Đó là một phút nó tốc độ bơm của cái đầu này là 14 tới 16 lít. Nè, cái đầu nè anh em thấy không? Còn rất là đẹp luôn á, nước sơn còn nguyên zin luôn. Đó, đây là cái ống hơi truyền vô. Đó, đây là cái van công tắc nè. À, on off nè, đây là cái đồng hồ, đây là cái đầu ra. Đây, đầu ra made in Japan nè anh em thấy không? Đó, đầu ra cũng mát ha, made in Japan. Em cắm hơi vô đây là em xài thôi. Con này hoạt động ngon lành nha anh em, không lỗi lầm gì hết á. Đó, nè cái đồng hồ hơi của nó nè, đồng hồ áp của nó nè. Ở đây có sẵn hơi nó là 5,5 kg nè. Đó, tí nữa mình test cho anh em chạy thử cho anh em coi ha. Thì đây là cái van an toàn. Đó. À, van an toàn, khi mà quá áp á khoảng 9 kg như vậy đó là nó sẽ tự động nó xì cái này ra. Đó. Để tránh nổ bình nha anh em. Đây, ở trong này còn cái tem nữa. Nè, 100V ha, 50-60Hz, 280-270W. Đó. Bình 0.85 MPA là 8,5 kg, 3,8 lít. Đó, còn cái tem nữa, anh em thấy không? Đó, rồi bây giờ mình test thử cho anh em coi nha. Rồi bây giờ mình cắm điện 100V, mình test thử cho anh em coi nè ha. Nó gạt công tắc nè. Đó, anh em thấy không? Máy chạy êm ngon lành luôn ha. Nè, hơi nó lên nè. Nó lên cũng nhanh lắm nha anh em. Ở 4 kg rồi đó ha. Lên tới 8 kg là nó ngắt. Hơi tuột về 6 kg là nó chạy tiếp nha anh em. Đó, chạy im ru ngon lành luôn. Cái này mình gắn cái súng vô mình thử nè. Lên tới 8 kg rồi ha, 0.8 là nó tắt. Đó, bây giờ mình xả tới về 6 kg là nó bơm lại nè. Đó, anh thấy không? Hoạt động bình thường nha anh em, không có lầm gì hết á. Đó, 8 kg là tắt nha anh em. Cái này anh em nào mà đi công trình sắp tay, đi công trình anh em phun sơn nhỏ nhỏ cũng ok ha. Nếu mà xài súng phun sơn mà lớn á, thì chắc nó không đủ công suất đâu. Đó. Anh em phun sơn, nếu mà anh em dặm sơn vậy đó là ok. Đó, điện 100V nha nè. Nè, ngoại hình nó dưới đích luôn nè. Đó, còn đẹp còn ok luôn nè ha. Này là cái van xả nước. Đó thì anh em xài một thời gian thì anh em xả cái van này ra để nước trong này nó tích tụ nó chảy ra. Nếu nào cần thì liên hệ mình nha.